lần này thì cũng số người mà nộp bài cho chị ấy còn còn ít hơn lần trước ấy. Thế nên là có một số chị muốn hỏi là có cái một số để mình sẽ tìm hiểu xem là lý do nó như nào, đúng không? Nếu mà lý do là do từ phía chị chẳng hạn thì chị sẽ phải có những cái cho nó dễ hơn cho bọn em ấy. Thế nên không hiểu là những cái bạn mà chưa nộp bài hôm nay ý, thì cho chị biết là lý do tại sao bọn em không nộp bài. Để có đồng bọn đúng không? Thì em thấy là cũng không phải là một bài quá khó, tức là em nhìn vào em thì em cũng không cảm thấy là ôi khó này nặng quá hoặc là cáu quá hay gì đấy. Tức là về cái khoảng phần của mình thì đọc đọc qua khoảng 1-2 giờ thì cũng có thể hiểu được sơ ý là họ muốn biết về cái gì rồi, nhưng mà có những cái từ chữ hán mà mình chưa tìm thấy hoặc là chưa bao giờ thì em phải tra. Độ dài thì sao, các em có thấy nó bị dài quá? Em nghĩ là phải như thế chứ ạ. Thế thế ạ? Ngắn quá thì em cũng lười. Là chia cái phần của em lên nó như thế là vừa. Tức là để mình phải làm tập tầm như thế thì nó mới có khen khen được. Tại cái lần này lúc mà chia cái độ dài thì chị cũng suy nghĩ xem là chia cái độ dài như thế nào để mà các em có thể ví dụ dài quá thì các em cũng sẽ ngại nhìn thấy là dụng dù nhiều này dụng mất thời gian nó thôi dẹp. Mà ngắn quá thì tại vì thực ra nhá, ngắn quá thì nó nhiều khi nó chắc nó lại hiểu dễ quá, vì chị cũng nói rằng là cái việc mình phải tập cho để đẩy cái tốc độ nhanh lên ấy. nó là một cái cũng là cần, chẳng hạn sau này thực sự nếu các em vào làm một cái công việc dịch để nhận tài liệu dịch thực sự ấy, thì cái deadline của nó rất là căng. Thông thường ví dụ như là chị thì chị sẽ nhận theo cái base là khoảng một ngày sẽ dịch được 500, nhưng 500 đấy á, thực ra những cái lúc 500 đấy là nó sẽ bao gồm cả những cái trường hợp là đang dịch hoặc là chưa dịch một cái deadline khác sớm hơn nó đã nhảy vào rồi. Thì mà đương nhiên chị ái kim mà nên là chị sẽ nhận luôn đúng không? Chị sẽ nhận luôn, thì nghĩa là cái deadline mà chị nhận lần thứ nhất nó đang bị dồn xuống thứ hai. Thế thì nghĩa là chị sẽ phải làm cái hai trước, đáng làm cái hai cái thứ ba nó vào. Có những lúc chị bốn cái deadline rồi lúc đấy, thế nên là cái việc mà đẩy nhanh tốc độ nó cũng là một cái, nên là chị cũng muốn thử dài hơn một chút để cho các em xem, để các em thử sức. Nên là chị cũng lần này cảm giác là hơi dài nhưng mà chị cũng thử để xem là như thế nào. Nhưng mà lần này thì số lượng các cái bạn mà nộp bài thì có thực chiếu ít hơn lần trước, nên là chị nghĩ rằng là hay là tại mình để dài quá nên là nhìn đã thấy nản rồi. Thế nên là thôi, nó sẽ như thế này. Tại vì khi mà các em đi học ấy, cái mục đích mình quay trở lại cái mục đích học để làm gì, đúng không? Mục tiêu của mình đặt ra là gì? Trao đổi ban đầu rồi đúng không? Ai cũng đều mong muốn là khá lên. Thế nhưng nếu mà chỉ nghe không ấy thì không khá lên được đâu. Mà thực tế mình phải làm, mình thực tế mình làm rồi mình mới thấy rằng là đúng là nó như thế thật, đúng như chị nói thật. Còn nếu không á, mà lúc đấy mình mới bắt đầu nhớ được ấy, mình mới rèn được, mình mới nâng cao lên được. Thế nên nếu mà chỉ có đi học đến lớp mà không ở nhà mình không làm gì hết ấy, thì cái mình mức độ mà mình có thể tiến lên được nó cũng hạn chế. Thế nên là chị cũng muốn là các em sẽ phải cố làm bài tập, mặc dù là có thể rất là bận. Làm thì mình sau đấy thì mình chị mới có cái để sửa, còn nếu không thì chị không kiểu không được bàn, chị cũng không có cái mà sửa ấy. Thì cái việc thì chủ yếu cái lớp học của mình sẽ theo cái hình thức như thế, nó sẽ sửa trên các cái của em, không thì nó sẽ quay trở lại cái mô hình là một bài nó mẫu dịch mẫu. Cái đấy là chị không muốn làm tí nào vì nó như thế, nó giống hệ các khóa bên của anh khác, tất cả khóa đều như thế. Thì cái khóa đấy á có 2,5 triệu và 2 triệu một khóa thôi, đúng không? Cái khóa này đắt tiền mà còn tiền ra mà, đúng không? Thì mình phải thu lại cái gì. Thế nên là cái bài tập về nhà rất mong là em sẽ làm, mặc dù là có thể làm được ít thôi nhưng mà cũng phải làm. Thế sau đấy để chị sửa thì mình sẽ bị bắt tay vào làm, mình sẽ thấy nó khác nhiều so với việc mà mình chỉ có nghe. Thế nên là chị cũng mong là các bạn sẽ cố gắng làm bài, mặc dù là nếu mà các bạn càng làm bài thì chị càng mệt. Nhưng mà cũng mong là sẽ các bạn làm bài để có thể mình sẽ tốt hơn.